nghệ sĩ Hoài Linh đi học lớp đạo diễn, thần sắc vui vẻ trong ngày đầu khai giảng. Sau khoảng thời gian dài hạn chế xuất hiện, nghệ sĩ Hoài Linh mới đây vừa giới thiệu đến khán giả một vai trò hoàn toàn mới của mình. Tối ngày 19 tháng 5, lễ khai giảng Trung tâm Bồi dưỡng nghệ thuật sân khấu TKC đã diễn ra tại Hội sân khấu thành phố Hồ Chí Minh số 5B đường Võ Văn Tần, quận 3. Được biết, trung tâm bồi dưỡng này trực thuộc hội sân khấu thành phố Hồ Chí Minh, do nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi làm chủ nhiệm. Trong buổi lễ khai giảng, nhiều người khá bất ngờ trước sự xuất hiện của nghệ sĩ Hoài Linh. Theo đó, nam danh hài đã đăng ký học lớp đạo diễn sân khấu do nghệ sĩ nhân dân Trần Ngọc Dầu phụ trách. Anh được xem là học viên đặc biệt của lớp bởi cả tuổi đời lẫn tuổi nghề làm nghệ thuật đều vượt xa các học viên khác. Khi được nghệ sĩ Trịnh Kim Chi mời lên sân khấu để chụp hình giao lưu, hoài linh không hề né tránh mà còn vui vẻ bước lên gương mặt rạng ngời thần sắc tươi tắn và tinh thần tích cực của anh khiến nhiều người bất ngờ có thể thấy giờ đây nam nghệ sĩ đã thoải mái hơn rất nhiều khi công khai xuất hiện trước mọi người cũng tại đây hoài linh chia sẻ tôi làm diễn viên đã rất nhiều năm giờ đăng ký học đạo diễn không phải là để làm đạo diễn mà tôi thấy càng lớn tuổi thì cái đầu mình càng đóng lại nên quyết định đi học để bổ khuyết những gì mình còn thiếu và cố gắng học thêm những gì mình cần sở trường của tôi chỉ là hài thôi giờ mình học để mở ra biết thêm về chính kịch sau này nếu có nhân duyên thì dựng những vở nhỏ nhỏ cho chính mình hoặc các em cũng vui nếu làm việc được với các bạn trẻ nữa thì có lẽ mình sẽ thấy yêu đời hơn nghệ sĩ hoài linh vốn là cái tên đã quá quen thuộc với nhiều khán giả việt anh được biết đến với nét diễn xuất duyên dáng cùng những vai diễn đa dạng trên cả màn ảnh lẫn sân khấu mặc dù gần đây nam nghệ sĩ ít khi xuất hiện trước công chúng nhưng những thông tin về anh luôn khiến mọi người quan tâm đặc biệt với tinh thần học tập của nghệ sĩ Hoài Linh, rất nhiều fan đang mong đợi anh với một tác phẩm trong vai trò mới. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé.